lượt dòng lịch sử 64 năm trước, ngày 7 tháng 5 năm 1959, tại sân vận động huyện Thụ Châu, thủ phủ khu tư trị Thái Mèo năm xưa, hơn 10.000 đồng bào đại diện cho 430.000 nhân dân các dân tộc Tây Bắc đi bộ hàng chục km đường rừng, náo nước cờ hoa, chờ đón Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm và nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc nhân kỷ niệm 5 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tại đây, người căn dặn, ngày nay, đồng bào bộ đội và cán bộ lại càng phải cùng nhau đoàn kết phấn đấu để tiêu diệt cho hết giặc đói, giặc rốt, quét sạch hết bọn phá hoại, làm cho mọi người đều được no ấm, đều được biết chữ, làm cho mọi người đều được hưởng hạnh phúc yên vui. Ghi nhớ lời căn dặn năm xưa của người, trải qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, nhân dân các dân tộc huyện Thụ Châu luôn đoàn kết, phát huy truyền thống yêu nước, chung sức chung lòng xây dựng quê hương, góp phần mang lại những đổi thay trên mảnh đất Thuận Châu anh hùng. Với truyền thống của mảnh đất anh hùng, nơi năm xưa vinh dự được đón Bác về thăm, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện ủy Thuận Châu, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đã đưa nội dung học tập làm theo Bác vào chương trình kế hoạch hành động và gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về việc tăng cường, chỉnh đốn đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Ban Thường vụ huyện ủy chỉ đạo các tổ chức đảng, các tổ chức chính trị, các cơ quan, đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, đăng ký học tập và làm theo Bác. Đảng bộ huyện đã tập trung khai thác tốt, lãnh đạo chỉ đạo khai thác tốt tiềm năng lợi thế, phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa, quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, giải quyết hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Cùng với các chính sách của Đảng và Nhà nước, huyện đã tập trung ưu tiên đầu tư làm thay đổi diện mạo nông thôn ở các vùng căn cứ cách mạng, vùng đặc biệt khó khăn, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cán bộ là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, hàng nghìn hộ nghèo được hỗ trợ giải quyết việc làm, hỗ trợ xóa nhà tạm, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. Từ một huyện miền núi, khí hậu khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn, có tới 6 xã vùng cao với trên 97% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, toàn huyện đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 100% tuyến đường từ xã đến huyện được cứng hóa, 276 trên 355 tuyến đường nội bản được đổ bê tông. Hệ thống thủy lợi được kiên cố hóa, bảo đảm cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trụ sở làm việc, trạm y tế và trường học trên địa bàn các xã được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 30,96%, giảm 6,1% so với năm 2021. Hộ cận nghèo giảm còn 16,2%, giảm trên 1,7% so với năm 2021. 41 trên 83 trường học đạt chuẩn quốc gia, 27 trên 29 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Với những kết quả đã đạt được, Đảng bộ và nhân dân huyện Thuận Châu xứng đáng là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nơi vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Đội thi tuyên truyền lưu động huyện Thuận Châu đến với hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La lần thứ 11 năm 2023 với tiểu phẩm Cả cuộc đời mơ ước. Chỉ đạo nội dung, Ban Giám đốc Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Thuận Châu, tác giả kịch bản Trần Huy Thanh, đạo diễn Trần Ngọc Anh, với sự tham gia của các diễn viên Minh Hương, Lò Phóng, Quang Toán, Cẩm Thanh, Quỳnh Trang, Minh Ngọc và tập thể nam nữ tuyên truyền viên đội tuyên truyền lưu động huyện Thuận Châu thể hiện. Sau đây, câu chuyện xin phép được bắt đầu. Mày thằng Việt ơi, tôi đây, anh Thanh, cứ chân lên.
gì mà họ thẩm mỹ hết cả lên thế? Bà làm cái gì mà lâu thế? Đây, tôi vừa vào vườn lấy cho ông ít quả với trứng để ông mang đi đây. Đâu xem nào. Đây. Đấy nhá. Ông đi đường cẩn thận, kẻo vỡ là hỏng đấy, ông biết chưa? Rồi, tôi biết rồi bà. Mà đây, bà xem đi. Tôi cũng ra vườn trồng được vườn chuối. Bà xem có đẹp không? Tôi thấy đẹp đấy. Đúng là đẹp thật bố thằng Việt ạ. Đúng là của cây nhà chồng mình nó cũng khác ông nhỉ? Ừ. Mà thằng Việt đâu rồi? Giờ này vẫn chưa ra hàng. Thằng Việt đâu rồi nhỉ? À mà tôi nghe nói sáng nay ông bảo là cho nó đi xuống dưới huyện để dự cái buổi lễ meeting mà có đoàn Bác Hồ với lại cán bộ của Trung ương lên thăm và nói chuyện với đồng bào Tây Bắc mình tại sân vận động huyện ý. Thế là cả tối qua nó có ngủ đâu, cả đêm nó cứ viết cái gì ý. Thế à? Việt ơi, Việt! Con đây! Con đây, vừa nhá. Con trai mình được khá quá nhỉ, mặc quần áo dân tộc, đeo khăn quàng đỏ, đúng là cháu ngoan Bác Hồ. Đẹp đấy con ạ. Dạ chưa hết đâu bố mẹ ạ, còn có cái này rất là hay nữa cơ bố. Cái mẹ gì ơi vậy con trai? Cho bố dạ đây ạ. Đây là bản báo cáo trình tình học tập của con, khi gặp được Bác Hồ con sẽ đọc cho Bác Hồ nghe, và bây giờ con đọc cho bố mẹ nghe thử nhá. Ừ, con đọc cho bố mẹ nghe xem nào. Bác Hồ ơi, cháu kính thưa với bác, cháu tên là Lương Văn Việt, năm nay cháu 12 tuổi, cháu đang học lớp 6. Từ khi sinh ra đến nay, cháu luôn mơ ước có ngày được gặp bác. Này con trai ạ, mẹ biết con đã cố gắng rất nhiều để trở thành con ngoan trò giỏi như ngày hôm nay. Nhưng con ạ, Bác Hồ và đoàn cán bộ của Trung ương lên thăm và nói chuyện với đồng bào tại sân vận động huyện mình ý, không có nhiều thời gian đâu con ạ. À, con viết dài như thế này sao bác đọc được hết hả con? Không sao con trai ạ. Nếu bác không có thời gian để nghe con báo công, bố sẽ có cách để đưa cho bác bản báo cáo này của con. Thế hả bố? Con cảm ơn bố ạ. Ừ. Vậy thì bây giờ bố con mình cũng chuẩn bị lên đường thôi bố. Nào bố con mình lên đường nào. Vâng ạ. Mẹ đi chuẩn bị đồ nhé. Mà chết rồi. Sao thế hả bố? Việt à, bố thằng Việt. Bố xin lỗi. Mẹ thằng Việt à, hôm qua khi được tin bác cùng đoàn công tác của Trung ương đến thăm và nói chuyện với đồng bào các dân tộc tại trung tâm huyện, con trai à, hôm qua khi được tin bố phải đi thông báo cho bà con nhân dân trong bản biết. Thế nên làm sao? Ông nói rõ ra xem nào. Thế nên đến bệnh viện anh quên mất bà. Tôi quên. Tôi biết ngay mà. Đoạn đường từ nhà mình đến trung tâm huyện ít nhất cũng phải hơn 70 cây số. Đúng ra nhà mình sao? Bà con phải đi từ trưa ngày hôm qua. Nhưng giờ trời đã sáng rồi. Thì làm sao kịp được gặp bác đây? Thế bây giờ phải làm thế nào bố? Nhiều việc quá nên mới thành lỡ hẹn như thế. Thế nên để đợt sau bố cho con đi nhá. Thôi nào con trai, con hãy học thật giỏi và thật ngoan. Bố hứa sau này sẽ cho con được gặp Bác Hồ. Thật thế nha bố. Con hứa sẽ chăm ngoan học giỏi và thực hiện tốt làm điều Bác Hồ dạy, để có ngày bố mẹ đưa con đi gặp Bác Hồ nhá. Ngoan lắm con trai. Thôi bây giờ con đi vào trong phòng đi nhá. Bà đó à, tôi thấy mình có lỗi với con quá. Tôi thấy thương con mình quá. Ông đã hứa với nó như thế mà nó chuẩn bị hết lớn như thế thì bây giờ không được đi nữa, nó tủi thân nó không ạ? Thôi mà anh phải đi đằng sau. Bây giờ bà giúp tôi dọn các cái đồ này vào trong nhé. Ông giúp tôi cất hết đồ vào trong nhá. Lần sau ông hứa với con là ông phải cho con đi nhá.
Thấm thoát đã hơn 60 năm trôi qua, cậu bé Việt năm nào nay đã trở thành một ông già gần 70 tuổi. Hôm nay, ông dẫn đứa cháu nội xuống huyện thăm Kỳ Đài, nơi Bác Hồ đã đứng nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc vào ngày 7 tháng 5 năm 1959. Lòng ông không khỏi bồi hồi xúc động. Này! Cháu! Đi thưa ông! Đừng có chạy! Ngã đấy! Này ông ơi! Ôi! Cái sân bóng rộng và đẹp quá ông ơi! Đẹp! Đẹp lắm! Khang trang quá! Đã lâu rồi ông không đến đây! Khang trang lắm cháu ạ! À. Ôi! Đẹp quá ông ơi! Khu nhà kia đẹp quá! Kia là khu đài tưởng niệm Bác Hồ, nơi mà cách đây hơn 60 năm Bác Hồ đã đến nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc Thuận Châu vào ngày để ông nhớ xem. Ông nhớ rồi. Vào ngày 7 tháng 5 năm 1959. Nếu ngày đó cụ nội của cháu, tức là bố của ông, mà không bận thì ông đã được gặp bác rồi. Dạ ông, tiếc quá nhỉ ông nhỉ. Đúng, tiếc, tiếc lắm cháu à. Nhưng mà cháu có biết không? Dạ. Đây là gì hả ông? Đây là bản báo cáo thành tích học tập của ông. Ông sẽ đọc cho Bác Hồ nghe phải không ông? Đúng, đúng cháu ạ. Nhưng mà ông ơi, Bác Hồ của ông cháu mình đã... Vậy làm sao học được ạ ông? Được, được chứ cháu. Bác Hồ vẫn còn mãi. Còn ở đâu hả ông? Ở đây này cháu, ở trong trái tim mỗi người dân Việt Nam và trong trái tim bạn bè quốc tế Nam Châu. Mà cháu có biết không, bây giờ bác vẫn nằm ngủ trong lăng tại thủ đô Hà Nội đấy. À vậy thì cháu biết, cháu hiểu rồi ông ạ. Cháu hứa sẽ thật chăm ngoan học giỏi để có ngày cháu được báo cáo với Bác Hồ. Được, được, cháu của ông ngoan lắm. Nào ông cháu ta đi tiếp nào. Dạ vâng. Đây là khu nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đấy cháu ạ. À. Bây giờ ông cũng già rồi nên ông không nhớ rõ là được xây dựng năm nào. Thôi thì ông cháu ta cứ đi vào. Dạ, chắc sẽ có các anh chị hướng dẫn viên cháu ạ. Dạ vâng ạ. Đi ông ơi. Chúng cháu chào ông ạ. Chúng cháu chào ông. Chào hai chị ạ. Chào em. Ông chào hai cháu nhá. Vâng ạ, chúng cháu rất vui khi hôm nay được đón tiếp ông với em đến thăm ạ. Chúng cháu xin được tự giới thiệu, chúng cháu là những cán bộ của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Thuận Châu, phụ trách hướng dẫn viên khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ. Dạ, em cảm ơn hai chị. Ông cháu em cũng vừa nhắc tới hai chị đấy ạ. Ui, em ngoan lắm. Em tên là gì nhỉ? Và em đến từ đâu? Dạ, thưa hai chị, em tên là Lò Thị Cẩm Thanh. Đến từ trường trung học cơ sở Mường Bán chị ạ. Ui, sao vậy hả em? À, đây là đứa cháu nội của tôi. Nó ngoan lắm, lại học rất giỏi nữa. Tôi đã hứa với cháu là cho cháu đi thăm nơi đây, nơi mà Bác Hồ đã đến nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc Thuận Châu vào ngày mùng 7 tháng 5 năm 1959 ở tại Kỳ Đài. Lâu lắm hôm nay tôi mới được đến đây. Tôi vui lắm. Vâng ông ơi, để cháu giới thiệu cho ông mẹ và em biết thêm ạ.
Ông ơi, thể theo nguyện vọng của nhân dân và các dân tộc huyện Thuận Châu, nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng nhằm đáp ứng lòng mong mỏi, niềm kính yêu của nhân dân các dân tộc Tây Bắc nói chung, huyện Thuận Châu nói riêng. Đối với Bác, công trình được khởi công ngày 7 tháng 5 năm 2017 và hoàn thành ngày 1 tháng 8, ngày 1 tháng 1 năm 2018. Đấy ông ạ. Tốt, tốt quá. Dạ thưa ông, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là nơi sinh hoạt chính trị, văn hóa, giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau để biết được công lao to lớn của Bác Hồ đấy ông ạ. Tốt, rất là, rất tốt. Bây giờ ông nghĩ rằng để mãi mãi con cháu chúng ta luôn nhớ và biết ơn công lao to lớn của Bác Hồ kính yêu thì chúng ta phải đoàn kết, phải học tập tốt bản di chúc của Bác. Ông nói thế có đúng không hả các cháu? Dạ đúng ạ. Cháu sẽ cố gắng thật chăm ngoan, học giỏi để sau này được báo cáo với Bác Hồ và thực hiện những ước mơ tốt đẹp của mình. Được, được. Cháu của ông ngoan lắm. Các cháu là những thế hệ trẻ, là tương lai của đất nước. Các cháu phải ra sức học tập, rèn luyện để trở thành chủ nhân tương lai của đất nước sau này. Các cháu nhớ chưa? Dạ, chúng cháu nhớ rồi ạ. Vâng thưa ông ơi, hiện nay Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Thuận Châu, đặc biệt là Đảng bộ huyện Thuận Châu luôn thực hiện tốt chính sách dân tộc, luôn chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, nhất là về sản xuất nông nghiệp đấy ông ạ. Được, được quá. Dạ vâng, hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ huyện, nhân dân các dân tộc huyện Thuận Châu đã phát huy tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng của cả nước, luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau, cùng vươn lên trong cuộc sống đấy ông ạ. Từ một huyện còn gặp nhiều khó khăn, đến nay huyện Thuận Châu đã có mức tăng trưởng khá về kinh tế, hệ thống điện, đường, trường, trạm, cơ cấu kinh tế hạ tầng luôn luôn được phát triển ạ. Ông ơi, các chị ở đây vừa xinh đẹp, tài giỏi lại nói rất là hay. Cháu ước rằng mai này lớn lên cháu cũng thật là xinh đẹp, tài giỏi và được nói hay như các chị ở đây. Được, được mà, nhất định cháu gái của ông sẽ làm được. Cả ông và các cháu và tất cả mọi người dù là ai, dù ở cương vị gì, ở đâu cũng phải ra sức học tập để rèn luyện làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Có như thế thì đất nước ta mới giàu đẹp, mới văn minh được, đúng không các cháu? Dạ vâng ạ. Cháu hứa sẽ cố gắng thật chăm ngoan học giỏi để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ, để mai này có dịp ông sẽ đưa cháu về thủ đô Hà Nội thăm lăng Bác Hồ nhá. Ông hứa với cháu là như vậy. Ông ơi, nhân dịp hai ông cháu đến thăm, hôm nay chúng cháu đang tập văn nghệ chuẩn bị cho hội nghị sơ kết cuộc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sau đây cháu mời ông và mọi người cùng thưởng thức tiết mục văn nghệ ạ. Thế hả? Thế thì vui quá. Nào, ông cháu chúng ta cùng vào xem nào. Vâng, chúng ta đi thôi ông ơi. Vâng, ông ơi. Đi bên này hả? Vâng ạ. Thank you.
Tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La lần thứ 11 năm 2020.